มสวลปรมวัดสำคัญเตปร้องสนาเอกมปรวยสำคัญถ้าสรวยเรียมวยกอดมันสำคัญเตปร้องสนาเอกมปรวยสำคัญถ้าสรวยเรียมวยกอดสายแสงปีดาวกระโอบจบมดจังดังประวัติกันเลยตุระซับลังแก้วมีฉันโดนคลั่นอ่อมบกจังสวลภูมิสรงปราบมือมันพรำเมียฉันโดนคลั่นอ่อมบกจังสวลภูมิสรงปราบมือมันพรำมกติงระยายปูกเกสะสะใส่ต่อจำนับมันปราบชมดเดกรอดปนอมตุกลุงเกิดนมปิงอ้อไอ้บลวิ่งบ้องดมอาเกกรอดปนอมตุกลุงเกิดนมปิงอ้อไอ้บลวิ่งบ้องดมอาเกอมบกใส่ต่อจมูกคู่จังเทมันละมอมเตโดดดังมิดคอที่จูบนังขยมบ้าม่มตือสรงเนี่ยลุงอมบกคลายเกียติดจอที่จูบนังขยมบ้าม่มตือสรงเนี่ยลุงอมบกคลายเกียติดจอI'm not afraid to die.
so với lần đầu tiên với ban quản trị chùa rất là vui giải mùa bát bốc năm 2022. Về tới mỗi chùa, về tới quê hương, mình thấy một cảnh rất là vui nhộn, đồng bào Phật tử đón mừng, tại vì cái cảnh này mấy chục năm rồi chưa từng có. Cái sự phấn khởi, cái sự hoan hô, cái sự cổ vũ của anh em đồng bào Phật tử ở trong này, người Kinh, người Khmer, người Hoa, ba dân tộc đều rất là mừng đón cái danh dự, cái chức vua địch của nhà chùa. Nhóm Kim Sang là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Gia Ngo, phụ trách về ban huấn luyện. Ngày nay cả số mà người ta bỏ cuộc bữa bỏ sắp đi cả họ nếu ở ban đứng ta thu quát tất phải dướng để ban chia chầm nát lên mũi đấy đời xa thì dướng của ban thứ năm mình toàn miền đấy ban tiệc cả nát cả mặt cá bồng tiền cầm nón nó xây khlen đầu ca danh dự đấy trong ban đầu tiếp tục mà thằng không bằng bạch nhà thứ năm đấy bỏ tuốt thôi mày ca hát bớt riệp cho mày ban lỏ đập bay dương sột tua lại ban chơi liệt phi liệt mui là ghi mà đòn ca sầm ớt sầm máy ní à lâu nó có ban chơi ca phết hôm nay hoạt dương có ban sột tua ngay pin bò là mấy ọc một cầm lòng hơi dương có ban sột tua chơi liệt phi liệt mui nhé phi về lẽ để dương một đau vót có khơi bò ra ca nó đang vót nó đang tam phun sọc sen sầm máy riệt riệt kho phi thao mà ra à đường nó bật kết tập riệt thiết tổ lui ca nó dương riệt vào bản à ca sầm máy phân bò bốn dương hai sông trong ly 1000m dành cho nữ và 1200m dành cho nam. Năm nay có nhiều chùa hội tương tế người Hoa ở Vĩnh Châu cũng đóng ghe mới và hợp đồng mới huấn luyện viên nhiều kinh nghiệm để thực tập. Chùa nào cũng mong muốn được giải cao nhất trong dịp lễ ốc âm bốc đua ghe ngo năm 2012 tại tỉnh Sóc Trăng chúng ta. Năm nay được trang bị tổ chức sắp xếp công việc nhịp nhàng một cách chu đáo. Đó là sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền địa phương, sự tài trợ của các vị mạnh thường quân, các đại lý, công ty, kiều bào của bà con Phật tử nên đã đem lại sinh khí, hưng phấn, vui tươi cho vận động viên, huấn luyện viên. Rồng vàng bơi trên mặt nước nhẹ nhàng lấn lướt ghe ngo của đối phương, vận động viên huấn luyện viên với quyết tâm cao nên đã chiến thắng địch thủ bằng một thân ghe, nửa thân ghe và chiến thắng trong gang tấc, đem lại giải cao nhất trong mùa lễ ốc âm bốc đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2012 giữa tiếng reo hò vui tươi của hàng ngàn khán giả tại khán đài và màn ảnh nhỏ chùa Tức Prai. Hạng nhất đề nghị một tràng pháo tay. Được sự cho phép của chính quyền địa phương, chúng tôi long trọng tổ một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Chính quyền địa phương các cấp, quý vị đại biểu và bà con Phật tử như sau, đề nghị chúng ta hoan nghênh.
và các vị trong đoàn cùng đi, đề nghị chúng ta hoan nghênh chung. Về đoàn đại biểu cấp viện, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Thạch Thang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Long Phú. Ông Lý Thành Hưng, thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo, đề nghị chúng ta hoan nghênh. Nguyên phó bí thư huyện ủy Long Phú cùng các vị lãnh đạo cùng đi, đề nghị chúng ta hoan nghênh chung. Về đoàn đại biểu thị trấn Long Phú, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thương, ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy thị trấn Long Phú, đề nghị chúng ta hoan nghênh chung. Ông Quách Văn Chính, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Long Phú, đề nghị chúng ta hoan nghênh. Về phía tôn giáo bà, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thích Thành Lập, chính đại diện Phật giáo huyện Long Phú, đề nghị chúng ta hoan nghênh chung. Đại đức Thích Trung Thành, phó chánh đại diện, đề nghị chúng ta hoan nghênh. Thích Nữ Đại Hà, thư ký ban đại diện Phật giáo huyện Long Phú, đề nghị chúng ta hoan nghênh chung. Chùa Cá Tum Trần Đề, chùa Pô Thi Prức, chùa Phnom Tam Miêu, chùa Prom Vi San, chùa Băng Pa Niết, chùa Đông Cá Đông, chùa Đâm Pô, chùa Băng Cà Chát, chùa Sơn Kê, chùa Trà Vích, chùa Cầm Phong Tróc. Các Campuchia, ông bà Liêu Kê, tiệm vàng Minh Hùng, công ty trách nhiệm hữu hạn Liêu Thái, đề nghị chúng ta hoan nghênh chung. Mừng mùa, dự lễ mừng công đội nghe mùa chùa Cầm Phong Men Chê Tức Rây đoạt giải nhất vô địch. Kính thưa quý vị lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận, ban ngành đoàn thể các cấp, kính thưa quý vị đại biểu, tôi tên Thạch Thay, là chủ nhiệm câu lạc bộ nghe ngoa chùa Công Tài. Dự lễ mừng công đội nghe ngoa chùa Công Tông Nên Chi Tức Đây đoạt giải chức vô địch vào lễ ở ông Bốc năm 2012 tại tỉnh Sóc Trăng. Trên các cuộc họp vận động xã hội hóa với các mạnh thiện quân, các giới thương nghiệp, đại lý, công ty cùng bà con Phật tử đóng góp để có đủ số tiền 50% kinh phí chi phí thống nhất. Nội dung công việc được thực hiện nhẹ nhàng sau như sau: thành lập ban chỉ đạo, ban giám sát trong thời gian thi đấu, nhờ chính quyền địa phương tổ chức thi đấu giao lưu tại viện nhà. Năm nay việc tổ chức thực hiện một cách đồng bộ nhịp nhàng, có những cô chúng ta hoan nghênh chung. Thạc sĩ thượng tọa Trần Văn Tha, thư ký hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, đề nghị chúng ta hoan nghênh chung. Ngoài ra có một số đại đức trụ trì của các chùa cũng đến dự, đề nghị chúng ta hoan nghênh chung. Tiếp theo nội dung chương trình, chúng tôi xin các vị mạnh thường quân, bà con kiều bào, Phật tử và vận động viên, tôi xin báo cáo nguồn chi thu của chùa Tất Rây năm 2012. Tiền đóng ghe là 220 triệu, trong đó là có ủy ban nhân dân huyện Long Phú là 50% là 110 triệu, còn bên chùa là 110 triệu. Tiền thu để tập dạc và thi đấu là 65.300.000. Tiền chi cho hoạt động tập dạc bơi đua ở huyện và ở tỉnh là 60.998.000. Xin báo cho lãnh đạo được nắm cái này.
Và tôi cũng rất vui mừng khi chùa Tất Tây đã nhận được chức vô địch hạng nhất ở tại Sóc Trăng. Cũng báo cấp lãnh đạo là chúng ta cũng có sự chuẩn bị sắp xếp cái mùa giải năm 2012 rất là tốt, từ việc đóng ghe mới, rồi trong việc mình vận động viên để tham gia tập luyện thì khác hẳn. Là tới chừng mình nhận được chức vô địch, mình về mình thấy cái bổn chùa của mình, đồng bào Phật tử của mình rất là phấn khởi. Mỗi năm về không có cái bầu không khí này, năm nay trở lại tôi đi dọc đường tôi thấy rất là vui, chưa từng thấy vui. Cái này không thể nói được bằng tiền được. Rồi nói chung là đồng bào Phật tử của mình á, mấy năm rồi đi Sóc Trăng á, cả 1-2 giờ chiều là về hết rồi. Còn năm nay họ ở chơi tới chiều, ở chơi với lãnh đạo mình để nắm rõ cái này. Một cái nghệ nhân rất là có tài, đóng một ghe mình chưa đặt xuống nước là mình có thể là mình hy vọng là cái ghe này rất là tốt. Cái cách đóng của thợ rất là tốt, đúng kích cỡ của dân. Từ tới chung kết này tôi bắt đầu tôi bừng lên đó, phấn khởi lên đó. Rồi chức vô địch sẽ nằm trong tay của chùa Tất Tây. Nhưng mà tôi báo lãnh đạo cái này, ghe ngon này, nghệ nhân này, đóng ghe ngon này, có thể là mình nếu mà mình giữ vững được cái vận động viên của mình, cái cần chùa khác người ta làm cái chưa có được đâu. Nếu mà chùa Tất Tây thắng được giải nhất có 3 lần, tôi đề nghị là giữ cái chiếc ghe này lại, không có đua nữa, giữ lại đóng một chiếc mới đua, tại vì cái ghe thắng không muốn cho thua nữa đâu. Đó, giữ lại. Mấy cái chùa khác người ta làm chưa được đâu, người ta thấy thắng ta đua vài sau này bóc giữ lại cái chiếc ghe không có thua, để đồng bào khách du lịch đến tham quan cái ghe này thắng không từng thua đó. Rồi xin hết, xin cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Kính thưa đồng chí Dương Sạ Tha, tỉnh ủy viên, trưởng ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng cùng các đồng chí trong đoàn cùng đi. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo ban ngành của huyện cũng như lãnh đạo đảng ủy, ủy ban dân thị trấn. Kính thưa quý đại đức sư sãi, quý vị quan khách, các nhà tài trợ, đặc biệt là các vị đại diện cho các đội ghe ngô trong huyện và ngoài huyện, cùng tất cả quý vị trong ban quản trị trong câu lạc bộ đội ghe ngô Tất Tây. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua đã tổ chức lễ mừng công cho hai đội, đội Tất Tây và đội ghe ngô của Tân Hưng, cơ bản cũng đã vui tươi thành công. Tôi cũng đã có phát biểu bằng tiếng Việt. Hôm nay như quý vị đại biểu đã được nghe phần phát biểu về mục đích ý nghĩa, cũng như phát biểu tâm huyết của vị đại diện cho câu lạc bộ. Tập thom nhóm Bergarona nhóm Bar Sông Thoai cùng chồng Po Bergarona Trai Tầng Tây.